Người tính hảo sảng. Tổng nhất 2 triệu à? Sao đắt quá vậy? Cứ ăn thoải mái. Người tính tiết kiệm. Cho túi khăn giấy ướt. Khoan đã, anh có giấy đây. Thế này được chưa? Đùa đấy à, người tính tỉ mỉ. Ăn bánh này em. Đeo khăn lên cổ. Ngon ngọt bùi thơm. Kim sa béo ngậy. Mài lại cho bén. Từ tốn thưởng thức. Vì vậy trời. Chân gà ủ cây đây. Này, lấy một lon nước ngọt. Dài dài sần sật. Cay cay ngon ngon. Nước ngọt cô gọi, còn đây là tiền thừa. Cô muốn gì? Khoan đã, bà chủ, tính tiền. Tổng 100 đồng, được thôi. Tự đến cho đủ đi. Ăn kiểu quý tộc. Cài khăn lên cổ. Sắn nhỏ từng miếng. Nhai chậm và cảm nhận. Thật tuyệt vời. Ăn kiểu bình dân. Có mỗi cái thôi à? Ăn tạm vậy. Cho cả vào mồm. Nhai cho nó đã. Húng hút đỡ nghẹn. Sảng khoái. Chụp tự sướng nào. Tranh thủ thôi. Thả thuốc mê à? Em yêu, uống nước này. Khoan đã, lâu lắm không gặp em. Mình quen biết hả? Đúng vậy, có hình chụp chung nè. Em uống nước đi, kệ chị ý. Cùng ăn thử que cay đã. Ăn thử chứ gì. Cay cay ngon ngon. Dai dai đã mồm. Ôi cay quá đi, để uống ngụm nước. Nước này, uống có ngon không? Ngon chứ sao, nãy cho viên kẹo xê sủi. Vì em đang bị táo bón mà. Cái gì, đều do em gái này. Toàn nghĩ lung tung thôi. Mời mọi người ăn chân gà. Dở lắm, ai thèm ăn. Đổ chân gà ra đĩa. Mời ăn thử. Tuyệt vời. Cay nhưng mà ngon. Dai dai sần sật. Ngon ngon nhức nách. Nhìn ngon ghê. Ăn vụng một miếng. Làm gì vậy, nãy chê dở không ăn mà. Người mê ăn mặn. Phải bơi trong nước mắm. Làm thêm ngụm mắm nữa. Sảng khoái. Người sợ ăn cay. Rửa sạch trong nước lọc. Sao vẫn cay thế. Người nghiện ăn cay. Cắn một miếng bánh. Rồi cắn một miếng ớt. Ăn cay ngon nhức nách. Mỹ nữ, mua bánh mực cay không? Không mua đâu. Nhìn đáng nghi quá. Chờ em vào với. Mỹ nữ ăn thử đi. Em miễn phí cho chị. Cảm ơn em. Giòn ngon đã mồm. Cay cay thơm thơm. Phải nhắc nhở thôi. Đứng im, cấm nhúc nhích. Chị đi trước. Cứu em với, đừng đi mà. Chuyện gì nữa? Em yên tâm, chị đã báo công an.